Danh hài Thúy Nga khiến dân tình hoang mang khi bất ngờ thông báo nhà ở Mỹ bị trộm đột nhập. Camera ghi lại cận cảnh ba người đàn ông lực lưỡng thi nhau kéo cửa sắt trong đêm để vào bên trong trộm đồ có giá trị. Mới đây, Thúy Nga đăng tải bài viết chia sẻ câu chuyện cửa hàng buôn bán bị trộm đột nhập lúc nửa đêm. Nữ danh hài cho biết có tổng cộng 3 người đàn ông cắt cửa sắt để lẻn vào bên trong. Cô tá hỏa khi phát hiện vụ việc thông qua camera. Thúy Nga cho biết trộm đêm qua đột nhập tiệm em. Bình thường là em hay mở chuông báo động mà cái quên, nhưng hệ thống camera vẫn ghi hình lại hết. Ba anh ăn trộm cắt cửa sắt chui vô từ 1 giờ 15 phút sáng đến 4 giờ 30 phút sáng mới chịu về, lấy toàn bộ yến của tiệm ăn đặng có sức để đi ăn trộm tiếp hay gì. Nữ nghệ sĩ phải lên tiếng cầu cứu để sửa chữa cửa sắt. Giờ tình hình máy ảnh các cái cửa sắt tan nát ra rồi. Bà con có ai biết dịch vụ làm cửa sắt cho em xin số phone để thay cửa sắt mới gấp ạ. Em xin cảm ơn và thông báo cho các tiệm của các anh chị cô bác cẩn thận ạ. Kèm theo bài viết, Thúy Nga đăng tải ảnh chụp từ camera quay cận cảnh hình ảnh ba người đàn ông đột nhập. Sau khi đăng tải, nhiều bạn bè đồng nghiệp không khỏi hoảng sợ trước sự cố nữ danh hài gặp phải. Một số bình luận tiêu biểu: manh động dữ vậy hả cô, ở Mỹ mà cũng có trộm ghê vậy. Bây giờ ở Mỹ trộm cướp lộng hành lắm khắp nơi, coi như cổ đi thay người nha bé. Cửa sắt mỏng quá phải làm dày lên mới được nha ơi. Từ khi sang Mỹ định cư, Thúy Nga gặp không ít sóng gió về chuyện an ninh nhà ở. Trước đó vào năm 2022, biệt thự của cô từng bị cảnh sát Mỹ ập vào giữa đêm vì căn nhà đang ở rơi vào tình trạng tranh chấp pháp lý chờ xét duyệt. Thúy Nga buộc phải tạm thời chuyển tới nơi khác sinh sống. Thời điểm đó, nữ danh hài chia sẻ, người ta mua nhà ai cũng bình an, không hiểu sao riêng tôi cứ đụng đến nhà cửa là có nhiều vấn đề xảy ra. Vì thế nên tôi muốn lấy câu chuyện mua nhà của tôi làm bài học kinh nghiệm cho mọi người nếu muốn mua nhà ở Mỹ. Thực sự đây là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi. Tôi đã quá vội vã, cả tin để dẫn tới hậu quả đáng tiếc. Hiện tại tôi đã ổn rồi, không sao hết. Trên tay tôi đang cầm toàn bộ giấy tờ hồ sơ về căn nhà tôi mua. May mắn sau đó mẹ con Thúy Nga đã trở lại cuộc sống ổn định. Nói thêm về Thúy Nga, cô kết hôn năm 2010 và bắt đầu sang Mỹ định cư. Tuy nhiên sau khi có con gái là bé Nguyệt Cát năm nay 12 tuổi, nữ nghệ sĩ ly hôn và trở thành mẹ đơn thân. Nhiều năm trôi qua, nữ nghệ sĩ vẫn là cái tên ăn khách trên các sân khấu hài trong và ngoài nước. Công việc thành công, Thúy Nga lấn sân sang mảng kinh doanh online để kiếm thêm thu nhập. Nhờ vậy cô có khối tài sản khủng ở tuổi U50. Hiện Thúy Nga đang sở hữu nhiều bất động sản, trong đó phải kể đến 3 căn biệt thự triệu đô trên đất Mỹ. Tháng 4 vừa rồi, Thúy Nga gây bất ngờ khi khoe khéo căn biệt thự thứ 3 mới mua. Nhờ vlog thăm nhà của ca sĩ Chế Phong, khán giả được dịp chiêm ngưỡng cơ người mới vô cùng sang xịn của nữ danh hài. Riêng về con gái Thúy Nga, hiện Nguyệt Cát đang học cấp 2 ở Mỹ. Cô bé gây ấn tượng với ngoại hình xinh xắn, có nhiều nét giống mẹ. Nữ nghệ sĩ cho hay con gái chăm ngoan, sống tình cảm. Đến nay, Thúy Nga vui vẻ với cuộc sống mẹ đơn thân. Cô hé lộ việc đã có bạn trai nhưng không muốn công khai với khán giả để giữ sự riêng tư. Nữ danh hài Thúy Nga cho biết bản thân từng trải qua nhiều khó khăn vất vả khi sang Mỹ lập nghiệp. Khác với hình ảnh lộng lẫy giàu có trên sân khấu, Thúy Nga tiết lộ rằng cô phải thuê nhà để sinh sống và thậm chí còn không đủ tiền để mua trang phục mới. Nữ danh hài cũng bày tỏ mong muốn được đóng một bộ phim về cuộc đời mình để kể lại những thăng trầm vất vả mà cô đã trải qua. Ai cũng có hoàn cảnh riêng mà, tự cố gắng đi. Cuộc đời tôi qua Mỹ cũng trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng nhưng không kể ra. Tôi đang đợi đến một ngày nào đó sẽ nhờ một đạo diễn viết kịch bản chấp bút để làm phim về cuộc đời mình. Tôi sẽ đóng vai chính luôn vì không ai tái hiện được hình ảnh tuổi trẻ của tôi hết, cô cho biết.